ឬក៏ខ្នាសោហើយមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងសោចាស់ហើយយើងនឹងមកសម្រាប់ដងវាស្រួលមែនទែនអមមានឯពិបាកទេអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយបងមានកំហុសឆ្គងមានតែខន្តីពេលទៅផងចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជាងស្នាមបាញ់ជួចជុលដំឡើងវាដាក់សោអាចទៅណែនាំលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ
bạn nó khẳng cảm biết ổn nâng chẳng tông chúng tôi nét mà đã chung mà tôi xin biết ổn xong cũng phải chung cho subscribe nơi channel này phong đâm bày tới tôi bạn cần lịch play play lo lo để tệ tôn đừng kè thuộc trường sinh hạ phong khốn chung phúc ở tâm đàn ở biết ổn xong khâm thân là tầng ổn nha nâng bạn tôi xin biết ổn thì hai nhân ổn nha nâng ai đàn ổn bạn chúng này đang khai khai cái lửa lò lò vì video này ông cũng chụp cả tam đàn chụp riêng đi chụp nhiều